Tottenham Hotspur đang sống trong những ngày ngọt ngào dưới thời tân huấn luyện viên Ange Postecoglou. Lối chơi tấn công bùng nổ dưới thời chiến lược sang ở Australia đã giúp cho Spurs giành tới 10 điểm sau 4 vòng đấu tại Premier League và hiện thì đang chiếm trệ ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đã có rất nhiều người hâm mộ lo lắng cho gà trống sau khi họ để mất Harry Kane vào tay của Bayern Munich ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Thế nhưng Ange Postecoglou và đội bóng của ông chẳng những không bị ảnh hưởng quá nhiều khi thiếu vắng đi hình bóng của số 10, mà trái lại, họ còn hồi sinh được một ngôi sao trong đội hình. Đó chính là Son Heung-min, người đã có một mùa giải 2022-2023 đáng quên tại sân vận động Tottenham Hotspur. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu xem Ange Postecoglou đã unlock được ngôi sao người Hàn Quốc bằng cách tìm ra được vị trí và vai trò mới dành cho anh như thế nào. Quãng sa sút của Son đã kéo dài, lối chơi hiện đại của Tottenham và sự xuất hiện của Perisic phần nào đã tác động đến phong độ của Son. Nhưng trên hết, tiền đạo Tottenham đã 30 tuổi và bắt đầu kém sắc sảo khi dứt điểm. Đó là những lời nhận xét của kênh truyền hình Sky Sport khi chứng kiến phong độ tệ hại của tiền đạo người Hàn Quốc ở mùa giải 2022-2023. Thường xuyên mất bóng, gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định dứt khoát trước khung thành của đối phương và thậm chí là không sẵn sàng tham gia vào các tình huống tranh chấp trong trận đấu là hình ảnh thường thấy của Son Heung-min ở Premier League mùa trước. Thế nhưng ở 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2023-2024, khán giả lại đang được chứng kiến một Son Heung-min hoàn toàn khác. Mùa giải mới của Tottenham bắt đầu bằng sự ra đi của Harry Kane tại Bayern Munich, cộng thêm với việc đội trưởng Hugo Lloris cũng không còn tương lai tại sân Tottenham Hotspur. Son Heung-min đã được tân huấn luyện viên Ange Postecoglou tín nhiệm với chiếc băng đội trưởng trên tay. Có lẽ là thời điểm trở thành tân đội trưởng của gà trống, Son đã ý thức được rằng mình cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể làm gương cho các đồng đội. Tại trận đấu với Burnley ở vòng 4 Premier League, đội chủ nhà chỉ mất có 4 phút để mở tỷ số và những người hâm mộ của Spurs bắt đầu tỏ ra vô cùng hoang mang. Thế nhưng người đội trưởng của họ đã lên tiếng cực kỳ đúng lúc để có thể quân bình tỷ số và sau đó thì kết thúc ngày thi đấu thăng hoa của mình bằng 2 bàn thắng nữa để hoàn tất cú hat-trick. Đáng chú ý thì đây đã là lần thứ 4 mà Son Heung-min lập hat-trick tại Premier League, với 3 lần trước đó là trước Southampton vào năm 2020, Aston Villa vào năm 2022 và Leicester City cũng trong năm 2022. Bên cạnh đó thì tổng số bàn thắng mà Son Heung-min có được ở thời điểm này tại Premier League là 106 bàn thắng, nhiều hơn 3 bàn so với Cristiano Ronaldo. Cậu ấy là một thủ lĩnh xuất sắc, với cách cậu ấy thể hiện bản thân mỗi ngày trong tập luyện, cậu ấy đã dẫn dắt hàng công của chúng tôi ngày hôm nay và cũng có đủ phẩm chất để tận dụng các cơ hội của mình. Tôi thực sự vui mừng cho cậu ấy. Ange Postecoglou đã chia sẻ sau chiến thắng 5-2 của Tottenham trước Burnley, thời điểm mà Harry Kane rời khỏi phía Bắc London. Người ta tưởng chừng như Spurs sẽ lật tung thị trường chuyển nhượng để có thể mang về một chân sút đủ khả năng thay thế cho số 10. Thế nhưng, Ange Postecoglou lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác. Thay vì bỏ ra cả đống tiền để đánh cược một tiền đạo mới, chiến lược gia người Australia chọn cách đặt niềm tin vào Son Heung-min và biến anh trở thành hạt nhân trong kế hoạch xây dựng lại gà trống. Sự ra đi của Harry Kane là một trong những lý do dẫn đến sự thay đổi ở Tottenham. Tôi đã hình dung trong đầu về cái cách mà tôi muốn các cầu thủ của mình chơi bóng, đó là việc lắp ghép họ lại với nhau và không bỏ qua những gì có sẵn ở câu lạc bộ này. Dù chơi ở vị trí bên cánh hay trung lộ, Sonny đều có những đặc điểm phù hợp. Anh ấy có thể chơi trong bất kỳ hệ thống nào, nhưng với hệ thống hiện tại mà chúng tôi đang áp dụng, anh ấy hoàn toàn phù hợp. Điều khác biệt đầu tiên mà ngôi sao người Hàn Quốc mang lại khi được xếp chơi vị trí cao nhất trên hàng công của Tottenham so với Richarlison, đó là việc Son Heung-min không phải lùi quá sâu để tham gia vào việc triển khai bóng cùng với các tiền vệ. Thêm một lý do nữa khiến cho Son tỏa sáng ở trận đấu với Burnley, đó là việc huấn luyện viên Vincent Kompany đã chỉ đạo hàng thủ của mình dâng cao. Và đây là yếu tố cực kỳ phù hợp với một sát thủ ưa thích di chuyển ra sau lưng hàng phòng ngự của đối phương để đón đường truyền của các đồng đội. Cộng thêm việc Spurs đang sở hữu một tiền vệ có khả năng tung ra những đường truyền gây sát thương cực lớn như James Maddison, thì việc Son chỉ có được 3 bàn thắng vào lưới của Burnley là vẫn còn ít. Trong vai trò của một trung phong cắm, Sonny đã tập trung vào nhiệm vụ săn bàn thay vì phải quán xuyến nhiều thứ khác, và anh đã chứng tỏ được sự hiệu quả của mình so với Richarlison. Cụ thể là trong 72 phút hiện diện trên sân trước khi nhường chỗ cho Richarlison, ngoài cú hat-trick, tiền đạo người Hàn Quốc còn có thêm 3 pha dứt điểm trúng mục tiêu, 27 lần chạm bóng, tung ra 14 trên 17 đường chuyền chính xác với tỷ lệ 82%, tạo ra được một key pass và có được một quả tạt thành công. Son Heung-min là cầu thủ có thể dứt điểm tốt, thậm chí là giỏi hơn bất kỳ chân sút nào khác bởi anh chơi tốt bằng cả hai chân, nên luôn là mối đe dọa khi ghi bàn từ xa hoặc bất kỳ vị trí nào, dù ngoài hay trong vòng cấm của đối phương. Nhờ tốc độ gây đột biến, một trong những ưu điểm của Son dù anh đã bước vào tuổi 31, Son có thể kéo giãn hàng phòng ngự của đối phương, chia cắt họ trước khi ghi bàn. Thêm một chi tiết đáng chú ý, Son Heung-min tạo ra sự liên kết đáng kinh ngạc với đối tác mới là Maynard Solomon, cầu thủ người Israel mới chỉ đá chính trận đầu tiên tại Premier League mùa này, nhưng anh cùng với Sonny đang mang lại những sắc thái tấn công mới mẻ và đa dạng cho đội bóng phía Bắc London.
Đây là mùa giải mà Son Heung-min đặt quyết tâm rất lớn với khát khao tìm lại phiên bản tốt nhất của mình, như thời điểm mà anh trở thành vua phá lưới của Premier League ở mùa giải 2021-2022. Đặc biệt hơn là ngôi sao Hàn Quốc còn được giao phó tấm bằng đội trưởng. Cần biết rằng, anh là cầu thủ châu Á đầu tiên có được vinh dự này tại một câu lạc bộ ở sân chơi cao nhất của bóng đá Anh.